Video này chỉ mang tính chất vui vẻ sau những giờ học tập căng thẳng, không cổ suý hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và hello và xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại đến với channel của mình. Và mình là Karen đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại đến với một video Minecraft của mình. Yes, và trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút like, share và bấm subscribe. Và các bạn cũng đừng quên lắp cái chuông để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình luôn nha mọi người ơi. Và ngoài ra thì mọi người cũng đừng quên đó là hãy gọi là theo dõi những trang mạng xã hội khác của mình như là Facebook cá nhân cũng như là Instagram và TikTok của mình luôn nha. Và nếu bạn nào yêu thích video này thì các bạn cũng đừng quên là hãy ấn like thật là mạnh cho video này của mình đạt được 20.000 like nha các bạn ơi. Và các bạn có 5 giây để thực hiện điều này. 5 4 3 2 1. Ok mọi người ơi, trời đất ơi, cảm ơn các bạn nào đã vừa mới ấn like video này. Ôi cái gì vậy? Trời, khoan nè các bạn ơi, hình như có phải là mình vừa mới nghe một cái gọi là cái tiếng súng ở ngoài đường đúng không trời? Ôi trời đất ơi, không lẽ trong làng Hero Team gọi là đang có ui cái gì mà tiếng súng nghe ghê quá vậy? Và hình như đây là tiếng shotgun nữa. Không lẽ bây giờ trong làng Hero Team đang có cướp sao? Mình nhớ là làng Hero Team của chúng ta là nó rất là văn minh nè, đã rất là lâu rồi không có cướp. Từ từ để mình xuống, từ để mình nhìn qua đây coi. Ui hình như là có cướp hay sao các bạn ơi? Mình thấy có mấy tên cướp đang gọi là cầm súng chạy vòng vòng bên dưới luôn kìa. Ây cha, bắt ui trời, đừng lại coi bùng bùng bùng. Trời ơi. Trời mẹ ơi, mấy cậu chán gian quá nha, sao lại có hai người vậy? Tôi chỉ có một người thôi nè. Ui cái gì vậy trời, cái gì mà chơi đấu súng gì đây ghê vậy? Ui cái gì vậy, cái gì mà hai người đang bắn một người vậy? Từ từ các bạn ơi, từ mình không thể để cho cái việc này xảy ra được. Bây giờ mình phải gọi cho anh trung tá Hùng mới được các bạn ơi. Từ nhà tôi không có vũ khí gì hết trơn vậy, sao nhà tôi không có vũ khí gì hết trơn vậy? Trời đất ơi, không có gì hết trơn đó. Được rồi, bây giờ mình phải gọi là lén lút đi qua bên kia để gọi là gặp anh trung tá Hùng mới được. Không được để bị phát hiện, không được để bị phát hiện, không được. Ok, chạy qua được rồi các bạn ơi. Chờ tôi nha. Ok các bạn. Trời ơi, trời đất ơi, cái gì mà cầm súng vậy ghê vậy? Ok các bạn ơi, mình chạy qua bên chỗ đồ công an coi nào. Yes, ok, chạy qua được rồi. Chạy qua được đồ công an rồi. Không ai phát hiện ra mình hết. Không ai phát hiện ra mình hết. Chạy lên, chúng ta Hùng ơi, anh chúng ta Hùng ơi, anh chúng ta Hùng. Chúng ta Hùng ơi, anh có giảm vậy chúng ta Hùng. Ây da, đừng lại. Gì vậy? Dạ. Đi. Dạ. Kia. Dạ mấy người anh đang, ơi, người đang ở đâu sao không ở đây hả? Dạ người mấy từ ơi, nãy giờ bọn ta không thấy người ấy hả? Dạ em tưởng là mấy anh không thấy thiệt. Báo police đó. Dạ mấy anh ơi, cho em xin lỗi mấy anh ơi. Dạ em thực sự là em không cố tình muốn báo công an đâu. Mấy anh tha mạng cho em. Em kể cho mấy anh nghe nè. Ở nhà em á, cuộc sống em còn khó khăn lắm. Em còn người yêu nè, em còn ba mẹ nè, em còn công việc nè, em còn bạn bè người thân nè. Dạ kệ lúc ta lúc tôi cái gì đấy hả? Này ai chẳng có ba mẹ, ai chẳng có công việc, ai chẳng có người nói chung là vậy á, ai chẳng có. Là anh không có người yêu đúng không? Nói chi giờ người ta cà thị á, khổ à, nhưng mà vấn đề đó không quan trọng. Dạ vâng. Chủ em định báo police chứ gì? Dạ không có, dạ đâu có, em tiện đường đi qua đây chơi. Dạ em tiện đường đi qua đây chơi chứ không có định gọi là báo police. Tiện đường sao mà lẹn lút lút ha. Dạ tại vì là em gọi là cũng hơi gọi là sợ một chút xíu đó. Ui nhưng mà khoan, từ từ mấy anh bình tĩnh, từ để em nhìn kỹ mấy anh cái. Từ cái chị này thì mặc đồ vàng vàng nè, đó tóc nâu nè. Cái anh này á thì áo đỏ đỏ nâu nâu nè, rồi tóc là có cái chùm xuống đây nè. Còn cái anh này thì áo đỏ mà áo khoác xám nữa. Trời ơi, thì trai đẹp lại tóm nè, mình tiếng em ơi. Không anh, không đẹp trai anh ơi. Không, anh không đẹp trai nhưng mà em thấy anh quen. Dạ ý em là anh đẹp trai. Rồi anh là đẹp trai rồi em. Dạ vâng. Ôi nhưng mà khoan, hình như em nhìn mấy anh quen lắm hay sao á. Hình như là quen chỗ nào? Ủa quen. Ủa mấy anh đang tên đỏ này được. Mấy anh đang cosplay for Free Fire đúng không? Có cosplay là gì vậy? Cái chị áo vàng này tên là Keo Lì, còn cái anh đỏ đỏ này tên là Hayato, còn anh tên là Masim đúng không? Đúng rồi, tụi anh nè. Chào em. Mày biết tên mình, trời ơi, nó theo dõi mình đúng không? Dạ. Thành bôi.
Dạ dạ không, 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 em không phan bợ, em không chào vui, em đâu có theo dõi mấy anh đâu. Trời đất ơi, vậy là mấy anh là nhân vật Free Fire thiệt luôn hả? Trời đất ơi, mấy anh ơi, em hâm mộ mấy anh lắm, mấy anh ơi, anh hay gia tôi, chị kêu là gì ơi, ba xin ơi. Em hâm mộ lắm. Em là tao dáng, chú bài, chú bài, chú bài. Dạ, 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 anh ơi, cho em chơi selfie đấy. Ủa, anh có điện thoại em cho em selfie với. Không có em ơi. Ok vậy. Buồn vậy. Nhưng mà bỏ qua đi. Wow, không ngờ được gặp hình tượng ở đây. Ồ, cẩn thận. Không, 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 fan mà, fan mình mà làm sao lùm lừa mới được. Yên tâm, tin được. Dạ, trời ơi, để em nói cho mấy anh chị nghe nè. Em á là một gọi là dân chơi, gọi là Free Fire đích thật luôn. Em gọi là vô Free Fire em chơi quá hay luôn á. Rồi, thế thì em thích nhân vật nào nhất? Dạ, em thích là nhân vật Sky. À, dạ lộn, em thích nhân vật Hayato, Kelly với Masin nhất. Đúng rồi. Check in ngay, nhận quà liền tay. Tới ngay Shop Hero bốc thăm để nhận những phần quà hoàn toàn miễn phí và cơ hội giảm giá lên tới 30%. Chương trình áp dụng từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 tại các cửa hàng của Shop Hero nha. Dạ trời đất ơi. Ủa mình khoan, từ. Ủa sao mấy anh là em nhớ mấy anh là bên Free Fire mà sao mấy anh qua bên Minecraft chơi vậy? Kỳ vậy. Ủa thì sao anh thắng quá nữa cô ấy. Này nè, đẹp thử. Sao em là Minecraft như thế nào nè. Tôi chứ cả Hồng Thính cũng chưa rồi. Để tụi mình qua bác Hồng Thính rồi đúng không ta? Thính đâu rồi? Ủa thính đâu? What the hell, thính đâu? Thính rồi xong. Tại em đó, tại nhóc đó làm tụi anh mất thính rồi, bây giờ đền bù đây. Ôi dạ trời đứa, đền bù trời, em đâu có biết đền bù sao đâu mấy anh. Trời đất ơi. Nhưng mà tính ra là em là idol của mấy anh mà. À, lộn, em là fan hâm mộ của mấy anh mà. Nên là sao mấy anh nãy giờ cứ chỉ xuống người em quay. Làm vậy là em ngại ngùng. Em xứng đáng. Ê tôi nhớ là nhân vật Free Fire là người ta kiểu như là người ta cũng thân thiện lắm mà các bạn. Sao nhân vật Free Fire mà giờ vô chơi Minecraft mình thấy hơi giang hồ nha. Tôi thấy hơi giang hồ nha. Hai tư chơi hai tư cũng không thể để người ta lừa một cách dễ dàng như vậy được, hiểu chưa? Đúng rồi. Trong Free Fire là sống là tài kỹ năng, hiểu không? Nhiều lúc là cái tay này muốn cướp sống của mình đó. Cẩn thận á. Dạ mà em không có ý đó đâu. Dạ em không có ý đó đâu. Ủa nhưng mà cho em hỏi là mấy anh, dạ mấy anh chị đang đi đâu chơi vậy? Cho có thể cho em đi chơi chung với được không? Vui quá. Chơi chung à? Dạ muốn đúng rồi. Chơi chung thì phải là nhân vật của Free Fire. Chứ còn em có phải nhân vật của Free Fire đâu đúng mà vào chơi được không? Nói sao vậy? Ủa vậy hả? Ủa như bây giờ muốn trở thành nhân vật Free Fire nhưng mà em làm sao em biến thành nhân vật của Free Fire được? Em là đang trong Minecraft mà trời. Cái này có Kelly, Kelly giỏi nhất, thông minh nhất, trả lời đi. Kelly gay nhất này rồi, có cách nào đây? Tôi ủa sao mấy người lại để qua tôi, trời tôi đâu có biết mình nói sao giờ. Thì cứ nói bừa cho bé nó vui được rồi. Đúng rồi, còn gì thì tôi biết. Ok, trả lời đi. Còn là người biết rõ nhất mà. Trời, trả lời đi, trời. Rồi thì đơn giản lắm. Nếu mà muốn biến thành nhân vật của Free Fire thì ê, cậu trả lời đi. Trời đất ơi. Thành tôi alo. Vậy vậy mọi người. Trời, chứ sao. Thôi được rồi. Nếu mà em muốn biến thành nhân vật Free Fire, em phải có một dấu ấn của Free Fire. Dấu ấn của Free Fire. Mà muốn có dấu ấn của Free Fire thì em phải. Hiểu không? Dạ vâng em hiểu rồi ạ. Dạ vâng ạ. Dạ vâng. Bây giờ em muốn biết không? Dạ dạ em ơi, em cũng muốn biết nhưng mà thôi em không nhờ anh chị nữa đâu. Chắc là em ở nhà em cũng có bộ đồ của nhân vật Free Fire để em về nhà em mặc. Dạ để em cosplay em đi em. Dạ có. Ủa, dạ ở nhà em. Có nhà. Thì nói từ đầu. Ủa, đi. Là trời sao không nói sớm, làm người ta nghe mãi không rõ. Trời đất ơi. Cậu đi ông nọ. Nghĩ ông ra thì nói nghĩ ông ra đi. Trời ơi, mày giặt gọi là ôi biết cách này nè, biết cách kia. Ôi trời nghe ghê. Nói gì vậy? Dạ không muốn sao? Dạ không ý kiến hả? Dạ em xin lỗi, dạ em xin lỗi. Muốn gì? Muốn gì? Không, em xin lỗi. Dạ em xin lỗi ạ. Dạ em rất xin lỗi ạ. Lấy đồ đi con, chờ đợi cái gì? Dạ để em vô nhà em thay đồ. Trời. Người ta phải cấu trời ơi. Dạ để em vô nhà thay đồ. Trời đất ơi mấy bạn ơi, lần đầu tiên mình chơi trong Minecraft mà có nhân vật gọi là Free Fire qua luôn anh em. Hồi xưa giờ anh nhanh cái chân lên. Dạ mà. Thô tục thiệt sự luôn á, trời mạnh bạo quá vậy. Hồi xưa giờ là tôi chơi Minecraft là chỉ có gọi là gia đình Huggy nè mấy bạn ơi. Gia đình gọi là Kyron này, gia đình Simi hoặc là gia đình kiểu này nọ thôi. Nhưng mà lần đầu tiên gọi là tôi thấy gia đình Free Fire luôn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là nhân cái cơ hội này á để gọi là kiểu gì ta, kiểu như là đi chơi cùng với gia đình Free Fire nha các bạn. Ê nè.
tất nhiên đây không phải là một video quảng cáo nha anh em. Đây là video gọi là tôi gọi là gặp gia đình Free Fire thiệt nha anh em. Nếu mà nhà quảng cáo nào coi video này mà muốn book mình quảng cáo thì các bạn có thể gọi là contact email contact@hellomedia.com. Còn bây giờ thì mình phải vô nhà vệ sinh để có thể gọi là thay bộ đồ của gọi là một nhân vật mà mình rất là thần tượng nè các bạn. Đi thôi, let's go. Các bạn ơi, cuối cùng này bây giờ mình cũng đã biến thành gọi là một nhân vật rồi. Nhưng mà bây giờ mình cosplay á hơi bị gọi là fail một chút xíu, với lại là không có được đẹp nữa. Cho nên là bạn nào là fan của nhân vật này thì đừng có chửi mình nha. 1, 2, 3. Ta-da-da-da. À, xin giới thiệu với các bạn, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là gọi là nhân vật gọi là Skyler anh em à. Tôi mấy anh em nào có biết gọi là Skyler trong Free Fire không, nhưng nếu mà bạn nào biết thì đừng quên để lại bình luận bên dưới cho mình biết nha mấy bạn ơi. Trời, mình cũng là gọi là thích anh gọi là Sơn Tùng MTB lắm, tôi là cực kỳ thích anh Sơn Tùng MTB luôn đấy. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là ra ngoài kia để gọi là xin phép mấy anh chị gọi là bên gọi là Free Fire để có thể gọi là gia nhập nhóm của mấy anh chị. Alo mấy anh chị ơi, ôi đây. Gì đây? Cái gì đây trời? Ủa? Dạ em biến hình rồi đó mấy anh chị. Ủa trời, sao cái nhân vật này tôi chưa từng thấy giờ mọi người? Sao nhìn nó lạ lạ vậy ta? Từ để nhìn xem nào. Ôi trời ơi, anh cả đúng không? Anh cả nè, trời đất ơi, anh cả giàu có nè mọi người. Dạ. Ý của anh Maxim, ý của anh Maxim là cậu cả trong gia phả hả cậu cả? Dạ anh Maxim. Nói gì vậy anh cả? Trời ơi, anh Skyler đúng không? Trời ơi, Trời ơi. Hình như là đây là thằng lúc nãy đúng không? Là đứa lúc nãy đúng không? Đúng rồi, cái giọng hơi lạ lạ nha. Dạ em mới cosplay thành anh Skyler nè, mấy anh thấy sao? Ê, quay gì vậy? Skyler hả? Ủa, tôi nhớ là Skyler đẹp trai lắm mà sao tên này nhìn mặc đồ như cái gì? Trong biết đâu như vậy rồi chấp nhận thôi biết sao giờ. Dạ chị Keo Lì ơi, em cũng hơi ú á chứ em không có được ốm lắm nên làm chị thông cảm giúp em ạ. Dạ trời ơi, hèn gì thấy lạ lạ rồi, tự nhiên thấy cái gì mà cái áo mà xúc cái chỉ ra kìa, thấy không? Trời ơi, lòi cái chỉ ra kìa. Dạ mấy chị thông cảm cho em ạ. Ok, bây giờ em gọi là đã gọi là biến thành Skyler rồi nè. Vậy thì bây giờ mấy anh chị gọi là muốn em làm nhiệm vụ gì đầu tiên đây ạ? Nhiệm vụ đầu tiên. Nhà ngươi đã làm chúng ta mất cái thính rồi, tìm lại thính dùng đây. Đúng rồi. Đơn giản. Kiếm lại cái thính nó đi, trời sáng chơi giờ. Free Fire là biết cái thính nó quan trọng đối với những người chơi của tôi lắm. Thính nó gồm rất là nhiều súng xịn, trang bị xịn này, giáp ba, giáp bụng này, chọn đồ xịn không mà bây giờ mất tiêu rồi. Ủa nhưng mà đi. Dạ yes. em biết là đây là nhiệm vụ đầu tiên của em, nhưng mà em phải đính chính lại là em đâu có làm mất thính của mấy anh chị đâu mấy anh chị. Ngươi là cái địa chỉ rơi thính. Ý người bảo là do tụi ta nên gọi là gì tao nên mất cái thánh hả? Dạ không, ý của em không phải là như vậy ạ. Vâng, dạ không phải ạ, dạ không phải, dạ em đi cứu liền đây ạ. Dạ mấy anh chị cứ đi theo em. Dạ mấy anh chị cứ đi theo em ạ. Ủa sao phải đi theo, ngồi đây chờ thôi. Rồi ok, rồi đó chờ luôn đi, rồi tôi đi kiếm cái thính một mình, trời đất ơi. Thiệt sự luôn các bạn ơi, nhiệm vụ đầu tiên đó chính là phải đi kiếm thính cho mấy anh chị này. Nhưng mà bây giờ làm sao để đi kiếm được cái thính đây ta ha? Ở trong thế giới Minecraft là nó đang rất là rộng lớn luôn á mọi người. Làm sao mình có thể đi kiếm được cái thính mà nó có chút éc. Trời đất ơi, thiệt sự luôn á. Ôi từ từ, tại sao ở ngay nhà của Sammy, phía sau nhà của Sammy lại đang có cái cục gì đó màu vàng nè các bạn ơi. Hình như là mình thấy cái cục này nó hơi quen á nha. Từ từ, hình như là tôi gọi là cảm giác được cái gì đó nó hơi gọi là bí hiểm rồi đó. Từ từ để mình quay lại đây coi, quan sát. Có một cái cục gì đây nè. Bây giờ mình sẽ gọi là thử mở cái này ra để xem bên trong nó là gì nha. Bên trong đây đang có một cái gương nè các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ gọi là thử mở cái gương này ra để xem rằng đây có phải là thứ mà mình tìm kiếm hay không nha. 3, 2, 1. Bên trong đây, oh my god, bên trong đây chính là thùng thinh. Oh my god. Cuối cùng thì bây giờ mình cũng đã kiếm được cái thùng thính cho lại anh chị gọi là Hayato nè, anh Maxim với lại là chị Keo Lì rồi anh em ơi. Được rồi. Anh chị ơi, anh Hayato ơi, anh Maxim ơi, chị Keo Lì ơi. Cái tên gọi là gì ta kêu mà hét dữ vậy? Ê, cái gì vậy? Dạ, anh chị ơi, em kiếm được thùng thính rồi. Đây,
Dạ đây đây đây, đi theo em. Dạ đi theo em. Trời đất ơi, em hứa với lại mấy anh chị là em gọi là không làm cho mấy anh chị thất vọng luôn. Em kiếm được cái đồng tính rồi. Nhóc này còn nhỏ mà cũng thông minh gớm nha. Đây đây đây, đây có phải là đồng tính của mấy anh chị không? Mấy anh chị check hàng đây. Ồ, trời ơi, nhìn kìa. Lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Wow, trời đất ơi. Trời đất ơi, súng ống của mấy anh chị xịn quá mấy anh chị. Ui, ui rồi, toàn là súng xịn đâu mà. Đây để em thử bắn thử nha mấy anh chị. Đây mấy anh thử coi, mấy anh chị coi em thử bắn thử nè. Đây mấy anh chị chết. Ê. Ta chỉ bắn thử thôi mà. Wow. Công nhận là súng xịn, súng xịn, súng xịn. Wow, các bạn ơi, ở đây là chúng ta. Ủa anh chị ơi, cái súng này là súng, theo em nhớ là súng này là súng súng đại bác mà mấy anh chị. Ê da. Wow, lớn ngầu quá. Đây để bắn thử ra. Wow. Ôi ui à. Quá là thết, trời ơi, tôi nói nó thết gì đâu. Wow, trời đất ơi. Cái này là súng lục này, bắn gần này, bắn gần này bà con. Trời đất ơi các bạn ơi, ở đây mình đang kiếm được rất là nhiều súng nữa nè. Đó, mấy anh chị thấy tự hào với em không? Tự hào với em không? Được. Ê à. Nhầm cái nhìn nó gọi là ngốc ngốc vậy mà cũng gọi làm được việc ha. Gì đấy? Dạ, dạ. Em cảm ơn mấy anh chị. Dạ em cảm ơn mấy anh chị. Dạ em cảm ơn mấy anh chị. Vậy là bây giờ em đã chính thức gọi là tham gia vào gia đình Free Fire của chúng ta đúng không mấy anh chị? Em nghĩ cái việc tìm kiếm này là em là có thể tham gia được cơ. Đầu tiên, bước 1 trở thành nhân vật của Free Fire. Bước 2 đi tìm thính. Bước 3 rèn luyện. Cái gì? Có phải rèn luyện nó sao? Trời đất ơi. Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Em chị biết bắn súng nó quan trọng trong game là gì không? Dạ là gì? Vậy vậy gì gì chạy à, lộn anh Maxim. Fan của Free Fire, fan của Skyler mà không biết. Ồ dạ trời tại đất. Dạ em Sơn anh Sơn, em là fan anh Sơn Tùng ạ. Đó, Skyler, kỹ năng của nhân vật Skyler á, đó chính là... Rồi xong anh cũng ta? Biết luôn. Thôi được rồi, nói chung là em cứ tập bắn súng là được rồi đúng không? Dạ, nói chung là em cứ tập bắn súng là được đúng không mấy anh chị? Dạ, nói chung là... Ủa, nói cho cổ vô rồi, cổ cũng biết vé gì không nội? Chờ xíu đi tra Google á. Dạ, tao nói thôi, trời đất ơi, anh Maxim thì còn đi tra Google nữa. Ok, vậy là bây giờ mình đã gọi là chính thức trở thành thành viên trong gia đình của gọi là gia đình Free Fire các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình sẽ gọi là bắt đầu quá trình luyện tập của mình nha. Let's go! Go, go, go! À, ngồi đây uống trà chanh thật là thoải mái quá đi mà. Wow. Không ngờ mặc bộ đồ của Skyler này vô, mặc bộ đồ này vô công nhận là nó thoải mái. Ngồi đây uống mình cứ cảm tưởng đâu là mình là ngôi sao đó các bạn ơi. Qua wow. Thoải mái ha. Dạ. Ê, dạ 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 trời ơi mấy anh chị. Dạ chào mấy anh chị. Bây giờ thời gian gì không hả mà ngồi uống trà ăn bánh hả? Dạ dạ muốn dạ. Muốn trở thành người nhân vật trong Free Fire mà còn có thời gian ngồi uống trà uống bánh là sao vậy? Dạ dạ em xin lỗi mấy anh ạ. Dạ xin lỗi mấy anh ạ. Dạ vậy bây giờ mình làm gì mấy anh? Bây giờ đến giai đoạn thứ 3 đó chính là tập luyện. Lập tập luyện sao? Ú các bạn ơi, vậy là mình sẽ gọi là được sử dụng gọi là súng rồi. Yeah yeah yeah, ok anh ơi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây? Cưng ơi, đầu tiên Cưng cần sở hữu một khẩu súng. Súng, Cưng có súng không? À dạ đây, súng của em đây. Dạ dạ đây đây. Ok, đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi hình nộm. Yên tâm là đây là hình nộm này là sẽ không làm gì đâu. Việc của ngươi chỉ cần bắn trúng kẻ địch là được, là thành công nha. Hình sẵn. Trời ơi, dám ba mấy cái nhiệm vụ này dễ. Gần quá không được. Đây đây đây, ok này nhá. Dạ, dạ. Ra đây. Đó, ngươi hãy bắn trúng kẻ địch đi. Dạ đây, để đây, đây 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 đây, mấy anh coi em như làm nè. Nè, lùi lại. Tôi thấy ăn gian nha. Dạ 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 đây rồi. Ok, đứng đây xa giờ, xa giờ. Xa chỗ, trời đứng đây là xa lắm luôn rồi trời. Rồi, được rồi, bắn đi. Dạ đây, bắn đi rồi. Wow. Trời đất ơi, bắn cái gì? Chúng được một phát, chúng được một phát. Chúng được phát rồi, chúng được phát rồi. Dạ nữa. Tên này có thật sự có biết bắn súng không vậy? Trời đất ơi. Em mọi người tính là bắn 10 phát chắc chúng được một phát nhỉ? Dạ mấy anh yên tâm, mấy anh yên tâm, em có cách này. Mấy anh cũng đòi. Thế mà cũng đòi làm. Dạ. Dạ. Này. Đây này, trời âm vàng á nha. Chỉ cho ngươi bắn súng lục thôi nha, không cho ngươi bắn súng bom bùm chiếu đâu nha. Alo. Dạ 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 em xin lỗi trời, tại em không biết á mấy anh chị. Phát hiện gian lận một lần nữa thì đừng có tranh. Đã ác đi chưa? Dạ 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 vâng dạ vâng.
Ok, đích đây, mời cưng. Ôi, trời đất ơi, khó thiệt sự luôn á bạn ơi. Thôi được rồi, đây chính là cơ hội cuối của mình. Mình phải cố gắng thôi. Chà. 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 Ê. Chà. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Tiến bộ một xíu đấy. Tiến bộ nha. Lúc nãy là bắn 10 phát trúng 1 phát, còn bây giờ bắn 12 phát giờ gọi là mục tiêu thì biến mất và trúng được 4 phát cũng gọi là cũng được. Và ok, tiếp tục một lần nữa. Bây giờ hãy gọi là rút ngắn cái tỷ lệ gọi là trúng đích đi ha. Bây giờ chỉ cho phép bắn 5 phát thôi. 5 phát là phải chết cái tên địch này. 5 phát nữa hả? Khó lắm nha. Được rồi các bạn ơi, mình phải cố gắng thôi nào. Từ từ, mình sẽ phải cố gắng bắn. Một phát một. Một phát trúng. Hai phát trúng. Cố gắng lên nào. Ba. Một phát nữa, cơ hội cuối cùng của ngươi này. Cơ hội cuối cùng này. Cái chết rồi. Chết rồi. Ngươi đã bị em mình có lên đánh thua cuộc không ta? Dạ, đây. Hơi cha, ấy cha, ấy cha. Gì vậy? Dạ không, em đang gọi là thể hiện cái kỹ năng gọi là nếu chúng ta không bắn được, chúng ta có thể dùng cận chiến. Đó em ngầu không? Được không? Cũng thông minh ha. Thông minh. Bây giờ tiếp theo đến tiết mục cận chiến. Đó, cơ hội cuối cùng cho nhà ngươi nha. Nếu mà súng ngươi không thành công thì chúng ta sử dụng đến cận chiến. Ok. Bây giờ ta sẽ cho ngươi đánh một phát ba con luôn. Yeah, ba con luôn hả? Nhà ngươi có thể tiêu diệt được ba con này không? Nếu nhà ngươi có thể thành công tiêu diệt được ba con này thì ta sẽ cho phép người tham gia. Ghê dữ vậy. Tới ba con lượng nó đánh mình đau quá trời luôn. Anh Ma Sim ơi, em đã tiêu diệt được tụi nó rồi. Tên này không vừa đâu. Tức là cửa ải của anh là thành công rồi, còn cửa ải của hai người kia thì anh chưa biết nha. Trời ơi, anh ơi, em thành công không? Thôi, nói chung thì là hồi trừ chú em làm cũng mệt, cũng khổ thôi. Hai anh chị đây cho cưng pass. Đó, đậu rồi đó, được chưa? Yeah. Ok, cuối cùng mình cũng đậu các bạn ơi. Vậy là chúng ta có thể gọi là tham gia vào gọi là gia đình Free Fire rồi. Thôi mấy anh chị ơi, bây giờ hôm nay như ngày em đậu, em sẽ dẫn mấy anh chị đi ăn luôn. Đi luôn mấy anh chị ơi, đi. Đi luôn. Trời ơi mấy anh chị ơi, thấy vui không mấy anh chị? Hôm nay dẫn mấy anh chị đi chơi vui không? Quá vui luôn. Chơi mà cũng được, ăn uống no lên. Nói chung là dạ trời ơi. Em cho anh ăn nấm là no lên luôn, anh thích ăn nấm lắm. Trời ơi. Dạ trời đất ơi, dạ em vui mà. Ui. Ngon quá. Ôi mấy chị ơi, cái gì nghe này? Lũ quái vật. Lũ quái vật là quen lắm nha. Hình như là lũ quái vật trong Free Fire đúng không? Ủa mấy anh chị vậy á. Nhưng mà nếu mà nó trong thế giới của mấy anh chị thì làm sao nó qua đây được như vậy? Chết rồi. Có lẽ là cánh cổng tụi anh chị qua đây đã bị gọi là bọn chúng phát hiện sau bọn chúng qua đây rồi. Nhắc luôn. Trời ơi, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì đây mấy anh chị ơi? Thì cầm súng lên đi mấy thằng nhóc con. Đang sống lên mà. Cầm súng luôn lên hả? Ăn tao vàng rồi mấy anh chị ơi, chết rồi. Ủa sao nhảy lên rồi vậy? Ôi trời nó nhảy rồi, mấy chị cẩn thận nha mấy chị ơi. Ây da, trời ơi. Dạ. Này thì quái vật của chúng tôi này, quái vật này. Ui bọn này mạnh lắm nha, cẩn thận nha mấy đứa. Ui đằng kia còn đông lắm rồi mấy chị ơi. Đánh này. Trời ơi, cuối cùng cũng xong bên này rồi nha. Chúng nó là phải chạy đi bộ. Ui, ai mạnh quá vậy? Là em đó chị ơi. Là em đó anh ơi. Đi nào? Dạ không, ý là chị Kelly. Dạ.
Trời ơi, mình hết đạn hay đúng lúc ghê hết trời. Ê, còn ở đây, bên đây nữa. Đâu? Đây, còn đây. Mấy chị, khoan, để em tiêu diệt tụi nó. Ghê, thể hiện đồ, ghê. Ủa sao em bị đồ đánh bài vậy? Dạ, em ổn mà, anh chị yên tâm. Ủa nó bắt em? Cuối cùng xong rồi. Trời đất ơi, cuối cùng cũng đã tiêu diệt được lũ quái vật đó rồi. Mừng quá, cảm ơn anh chị nhiều. Trời ơi, mấy không có mấy chị giúp em là không biết sao luôn á. Trời ơi, không có vấn đề gì cả. Thôi, chắc là cũng đến thời gian tụi anh về đấy. Tụi anh phải xem về và sửa chữa cái cánh cổng đấy. Không thì bọn quái vật lại qua đây thì khổ tụi em quá. Dạ, thôi bọn anh về nhá, tạm biệt em. Mấy anh ơi, khoan đã. Liệu chúng ta có thể nào gặp lại được không? Không. Không. Đi về thôi. Không. Ê, tôi tưởng là cảnh cảm động mà ba. Ê, chú cha. Mấy anh chị ơi. Ôi trời đất ơi. Thế là mấy bây giờ mấy anh chị bên thế giới bên Free Fire đã quyết định là đi về luôn rồi. Trời đất ơi. Nhưng mà thôi, dù sao điều đó cũng là điều tốt mà các bạn ơi. Chúng ta phải về để còn sửa chữa cái cánh cổng đó. Nếu mà không sửa chữa thì chắc chắn đám quái vật sẽ còn qua nhiều nữa. Ok mọi người ơi, thì có lẽ là video của mình tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và nếu mà các bạn yêu thích video này thì đừng quên là cho channel của mình một nút like, share và một nút subscribe nhé mọi người. Và nếu mà mọi người muốn mình gọi là làm thêm nhiều video về gia đình Free Fire nữa thì các bạn đừng quên là hãy để lại bình luận dưới và giúp cho video này của Karen đạt được 20.000 like nha. Còn bây giờ đi, xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt, peace.